Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 23 tháng 4, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, khóa 8. Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Hưng Yên triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 2. Chương trình sinh kế giúp nhiều phụ nữ thoát nghèo. Quảng cáo cho vay tiền tràn lan, tiềm ẩn hoạt động cho vay nặng lãi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, khóa 8. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu chào mừng các đại biểu đã về Hưng Yên dự hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 2, khóa 8, đồng thời giới thiệu khái quát về mảnh đất và con người phố Hiến Hưng Yên, cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên vẫn đạt 6,13%, nằm trong nhóm 10 tỉnh đạt tăng trưởng cao nhất toàn quốc, là tỉnh thứ 3 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh tiếp tục phát triển đúng định hướng, có chiều sâu. Trong năm 2020, tổ chức đánh giá nghiệm thu 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tham gia góp ý 64 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hưng Yên ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của mình với nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh diễn ra hội nghị gặp gỡ người ứng cử và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Sau hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Hưng Yên lập danh sách 10 người làm việc và cư trú tại tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Theo kế hoạch, hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 5 nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử thực hiện quyền trách nhiệm trước cử tri, báo cáo chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Đồng thời, tạo điều kiện cho cử tri tiếp xúc, hiểu rõ hơn người ứng cử để có sự lựa chọn đúng đắn trong lá phiếu của mình. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mỗi ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ tham gia ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Mỗi ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia ít nhất 5 cuộc. Ngoài hình thức trên, người ứng cử có thể chủ động vận động bầu cử bằng cách trả lời phỏng vấn trên phương tiện thông tin đại chúng, tiếp xúc cử tri ở nơi công tác. Tuy nhiên, không được lợi dụng chức vụ quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Tại hội nghị, các ứng viên cũng được nghe thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021. Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, gọi tắt là đề án 896. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay toàn quốc đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện lực lượng công an nhân dân đang đồng loạt tổ chức cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân trên toàn quốc. Thời gian qua các bộ ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với trên 1.100 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ trên 58%. Trên cổng dịch vụ công quốc gia đến nay đã có hơn 2.800 dịch vụ công được tích hợp cung cấp trên tổng số gần 6.800 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Tại tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh và các sở ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân công
đảm bảo hoàn thành đúng hạn theo chỉ đạo của Trung ương như việc ra soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Hiện cổng dịch vụ công của tỉnh đã cung cấp trên 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 600 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được quán triệt 5 chuyên đề gồm một số nội dung cơ bản của Nghị định 136 năm 2020 và các thông tư của Bộ Công an, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của nghị định này, hướng dẫn trả lời khó khăn vướng mắc của công an các địa phương trong quá trình triển khai nghị định. Nghị định 136 gồm 9 chương với 54 điều, trong đó có một số điểm bổ sung về công tác phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với sự phát triển hiện nay, cụ thể như quy định về công tác này tại nhà tập thể, nhà trọ, trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh khách hàng dễ cháy, quy định điều kiện an toàn các loại xe cơ giới, điều chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp yêu cầu không quá 1 năm, điều chỉnh đối tượng và thời điểm kiểm định đối với các phương tiện phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm phối hợp trong việc xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy của Ủy ban Nhân dân các địa phương, đơn giản hóa thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất, dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Ân Thi đang tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, công tác nhân sự được huyện đặc biệt quan tâm chú trọng nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu hợp lý. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ân Thi đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đó, 21 xã thị trấn trong huyện cũng đã hoàn thành tổ chức hiệp thương theo đúng thời gian quy định. Sau hiệp thương lần 3 là hiện nay là còn 41 người chính thức tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Tỷ lệ dưới 40 tuổi 39%, tỷ lệ tái cử là 60%. Trình độ thì có một đồng chí là thạc sĩ, còn đại học và cử nhân là 12 đồng chí. Ông Vũ Văn Diệm, thôn An Trạch, xã Đặng Lễ rất quan tâm đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Quan điểm của ông Diệm là cử tri phải nghiêm túc trách nhiệm với lá phiếu của mình trong việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có tâm có tầm, gánh vác việc nước, việc dân, đủ bản lĩnh, nói đi đôi với làm, nói lên tiếng nói của lòng dân. Quan điểm của tôi đầu tiên, người tham gia ứng cử có tâm huyết với nhân dân, với địa phương, mang tiếng nói, ý kiến, nguyện vọng của cử tri nên phản ánh với các cấp có thẩm quyền. Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Ân Thi được bầu 33 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 531 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã thị trấn. Sau hiệp thương lần 3, đã thống nhất lựa chọn và lập danh sách chính thức tổng số người tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp trong huyện là 948 người. Trong đó, tỷ lệ đại biểu nữ chiếm trên 40%, tái cử chiếm trên 36%, tỷ lệ đại biểu tham gia ứng cử có độ tuổi dưới 40 chiếm trên 30%. Các đại biểu tham gia ứng cử lần này thì đảm bảo đúng các cái tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó thì có chú trọng về mặt trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, đánh giá sơ bộ thì so với nhiệm kỳ trước thì được nâng lên. Số lượng tái cử đợt này là nhiều hơn so với mức quy định. Chúng tôi quan tâm đến đại biểu là người ngoài đảng, thế rồi đại biểu là dưới 40 tuổi và đại biểu là nữ thì đều đạt cái tỷ lệ rất cao so với quy định. Với quan điểm lựa chọn các đại biểu tham gia ứng cử phải đảm bảo các phẩm chất, các tiêu chuẩn theo luật định và trên hết phải được cử tri tín nhiệm, hiện nay huyện Ân Thi đang đẩy mạnh tuyên truyền đến cử tri nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân vào ngày 23 tháng 5 sắp tới. Giao nhiệm vụ cụ thể cho. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay 17 điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên. Trong đợt 2,
tỉnh Hưng Yên được Bộ Y tế phân bổ 7.000 liều vaccine AstraZeneca. Tỉnh đã lập kế hoạch tiêm 7.260 liều, gồm 7.000 liều vaccine đợt 2 cùng 620 liều còn lại của đợt 1 để tiếp tục tiêm cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch, tham gia tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, trong đó sẽ có 2.390 người được tiêm mũi 2, 17 điểm tiêm chủng gồm 10 trung tâm y tế tuyến huyện, 3 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi cùng Trung tâm Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh xá Công an tỉnh và cơ sở tiêm chủng VNVC Hưng Yên. Trong đợt 1, toàn tỉnh Hưng Yên tiêm được 2.786 liều vaccine AstraZeneca. Tất cả đều đảm bảo an toàn. Trong đợt 2, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 tiếp tục được triển khai theo phương châm tiêm đến đâu đảm bảo an toàn đến đó. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tại ngân hàng. Đến thời điểm này, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách đã đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm 2020, đạt 18,3% kế hoạch năm. Tín dụng tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chất lượng tín dụng tiếp tục được thực hiện tốt, liên nợ quá hạn chỉ còn 0,04% trên tổng dư nợ. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế trên địa bàn. Năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế cho chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ những hỗ trợ nhỏ về con giống, phương tiện và nguồn vốn đã giúp cho gần 1.000 chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Là nạn nhân của một vụ buôn bán người, may mắn được trở về địa phương nhưng lại mang trong mình căn bệnh về thần kinh nên chị Quế không làm được việc nặng. Quanh năm làm thuê, mò cua bắt ốc bán để duy trì cuộc sống. Sự quan tâm bằng vật chất của chị em, làng xóm không giúp chị được lâu dài, nên năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ chị một xe đạp, một cân đĩa và 500.000 đồng vốn để đi thu mua phế liệu. Trước đây tôi ở bên kia, tôi về thì tôi cũng không biết làm cái gì để đỡ khổ sở nhọc nhằn. Thế từ mô hình sinh kế cho nên là tôi cũng cố gắng vươn lên để kiếm tiền nuôi con, nên là tôi rất là phấn khởi. Xây dựng mô hình sinh kế bền vững nhưng phải phù hợp với khả năng, trình độ và đặc điểm tình hình thực tế của mỗi chị em. Điều này luôn được Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Toàn Thắng, huyện Kim Động chú trọng. Sau khi hỗ trợ mỗi hội viên khó khăn 30 con gà giống và 15 kg thức ăn chăn nuôi, cán bộ hội cơ sở luôn theo sát các hội viên để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gà. Là thôi thì những con gà này rất là quý, là chúng tôi là già lão rồi mà được phụ nữ là cho vốn để chăn nuôi phát triển một ngày một giàu có lên. Khi mà chúng tôi đã hỗ trợ chị em cái mô hình sinh kế này thì là hàng tháng ban thường vụ hoặc là các chi trưởng sẽ đến tại hộ gia đình. Đấy, chúng tôi muốn là cầm tay chỉ việc luôn tại hộ gia đình để hướng dẫn các cô cách cho ăn, cách phòng tránh, và chúng tôi cũng muốn là mình phải kiểm soát được khi mình hỗ trợ các chị em có phát triển hay không, cũng tránh trường hợp là khi chúng ta hỗ trợ về mà chị em không phát triển được. Từ năm 2018 đến nay, gần 1.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được trao sinh kế thông qua các hình thức như tập huấn kiến thức, dạy nghề, tạo việc làm, trao giống, vốn, phương tiện để làm ăn, phát triển kinh tế. Quan trọng hơn, từ chỗ chưa có ngành nghề ổn định, đến nay đã có nhiều chị có sinh kế bền vững, lâu dài và thoát nghèo. Chúng tôi cũng nhận thấy là từ khi mà chúng tôi hỗ trợ sinh kế cho các hội viên ấy thì cũng phát triển cái mô hình sinh kế rất là tốt, kinh tế gia đình của các hội viên, nhất là đặc biệt đối với hội viên nghèo là cũng đã có những cái ổn định hơn. Chị em rất là phấn khởi và tích cực để thực hiện cái mô hình này. Sự đồng hành chia sẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh, từ buổi đầu trao sinh kế đến việc duy trì và tạo đà cho chị em phụ nữ khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo, đến nay đã đem lại cơ hội cho nhiều chị em phụ nữ nghèo thay đổi cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại nhiều nơi và trên nhiều tuyến đường dán nhan nhản những lời chào mời quảng cáo cho vay tiền với đủ mọi hình thức, không những đang làm mất mỹ quan các tuyến đường, tuyến phố mà còn tiềm ẩn hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Từ cột điện, trạm biến áp, cây xanh đến tường công sở, nhà dân, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dán những tờ quảng cáo cho vay tiền
với những lời chào mời hấp dẫn. Nhiều lần tường nhà mình bị những tờ quảng cáo này làm bẩn, khiến ông Hải ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên rất bức xúc. Buổi đêm là cứ đỗ thôi, nó dán nhiều hôm là nó chồng lên nhau, cứ thằng nọ dán chồng với thằng kia. Nó gây rất bức xúc cho nhân dân, ảnh hưởng rất lớn đến cái mỹ quan đô thị. Địa phương chúng tôi đã có nhiều các cái giải pháp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể là đi bóc tách, nhưng tuy nhiên chỉ được thời gian rất là ngắn, tình trạng đó tiếp tục là diễn ra. Từ những tờ quảng cáo này, nhiều người đã gọi vay tiền, sau đó mắc bẫy của các đối tượng cho vay nặng lãi. Các cháu trẻ tuổi mà nó không biết thì nó cứ hệ thống nó vay vào rồi, sau này cứ đến đòi, rất khổ cho các gia đình bố mẹ của các cháu. Từ năm 2018 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 7 vụ, khởi tố 27 bị can do tổ chức cho vay nặng lãi. Thủ đoạn của những đối tượng này là treo dán quảng cáo cho vay tiền ở khắp nơi và đăng trên mạng xã hội. Gần đây còn xuất hiện hình thức cho vay tiền qua những app trên điện thoại như Tiền ơi, ATM Online, MoneyCash. Điểm chung là người vay phải chịu mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với ngân hàng. Nếu đến hạn không trả được, sẽ bị các đối tượng cho vay gây sức ép, đe dọa, thậm chí hành hung. Tượng lãi suất thì thường là từ 5.000 đến 10.000 một triệu một ngày. Tương đương với cả từ trên 200% một năm cho đến gần 400% một năm. Khi mà không trả được tiền gốc lẫn tiền lãi thì các đối tượng cộng tiền gốc vào lãi, sau đó lại tính lãi. Nên lãi dồn lãi, đương ra là cái khoản vay của người vay càng ngày càng lớn lên, và hệ lụy của nó là đến mức là người vay không có điều kiện để trả nợ và phải bỏ trốn. Thì các đối tượng sẽ đe dọa giữ người trái pháp luật để gây áp lực cho gia đình, bắt gia đình phải trả nợ thay cho bị hại. Theo Nghị định số 38 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới, thì hành vi treo, dán quảng cáo tại cột điện, cây xanh, tường công sở, nhà dân sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Bên cạnh việc các ngành chức năng cần có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn triệt để tình trạng quảng cáo cho vay tiền cùng hoạt động cho vay nặng lãi, thì người dân cần tỉnh táo và cảnh giác khi có ý định vay tiền từ những địa chỉ ghi trên các tờ quảng cáo này. Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Lạc Thủy, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, nhiều năm nay tồn tại một bãi rác với trữ lượng lên tới hàng nghìn tấn chưa qua xử lý được đổ ra, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều đáng nói, khu vực trên đã bố trí xây dựng bãi rác nhưng việc thu gom không được đổ đúng quy định. Lâu ngày rác không được vận chuyển đi đã tồn đọng trải dài hết cả tuyến đường liên thôn. Bãi rác này không được lót đáy chống thấm, chưa có hệ thống thu gom nước rỉ rác. Rác thải chủ yếu được xử lý theo hình thức phun hóa chất diệt côn trùng, khử mùi. Đặc biệt khi mưa xuống, nước từ bãi rác chảy tràn đi khắp nơi, ngấm vào giếng nước gây ô nhiễm nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều ổ bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân trong vùng. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh về thực tại hôi thối, ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết. Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22 tháng 4 xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, đoạn qua cổng siêu thị T-Mart, khiến hai người bị thương nặng. Cụ thể, ô tô mang biển kiểm soát 89A-24735 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh. Khi đi đến điểm giao nhau gần siêu thị T-Mart đã va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 89B147607 và chiếc xe đạp lưu thông từ đường Chu Văn An ra đường Nguyễn Văn Linh. Hậu quả, hai người ngồi trên xe máy bị thương nặng, các phương tiện đều bị hư hỏng. Ngay sau đó, người dân đã mau chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.